Rồi em chào anh em bà con, mình đã đến cơn lũ miền Tây anh em bà con ơi. Đó, đây là trà lúa của em nè anh em bà con nha. Đó. Anh em thấy không? Em chia sẻ anh em cho gốc cành đồng hoàng nghe anh em bà con. Hiện tại bây giờ nếu trà lúa này nó không dám nghe anh em bà con ơi. Nha. Hiện tại bây giờ 78 ngày anh em bà con nha. Nó 78 ngày anh em bà con. Đó, 78 bữa nay cũng nhiều 79 ngày anh em bà con nha. Đó thì đó là những gì thì ở cái miếng này anh em bà con thì em cũng có chia sẻ anh em là cái miếng này là nhiều cái cử rồi vậy, nói chung là cái mấy cử em xịt cử nào em cũng chia sẻ anh em con hết trơn anh em con á, thì cử rồi cái miếng này anh em con em xịt như này anh em con, em nói lại chút xíu thì cái miếng này cử rồi là em xịt phi pha tớp nè, cộng phun cái ye nè, cộng với sơ mô vi lượng nè, cộng với sơ mô sạch khuẩn nghe nè con ha. Đẹp không? Thì tại cái cửa lẹt xẹt đó là cái miếng này là em xịt satanơ rồi, vi khuẩn satanơ rồi nè con ha. Nó thì anh em thấy chỗ ngày mưa cái hột nó hơi bị lem 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 á nè con, thì cái cửa xa cái cửa này cái cửa tới này em xịt là Mùa lúa có chặt đẹp không? cái thằng sumo mô trúng mùa, nó y chang cái thằng amitatop và thằng hép vậy nè con, nó vừa quản lý lên lớp hạt và nó vừa tẩy hột lúa luôn nghe nè con nha. Nó thì cử sau á, nếu mà cái cử này em xịt rồi mà cử sau mà nếu ổn á, là em chỉ sử dụng có hai vòng thôi, nếu mà cái độ sáng của cái lúa em chưa đủ thì em cộng hy tớp vô để em tẩy tiếp nha anh em con. Nó thì cử này em xịt vậy với anh em con nha, cử này thì em xịt thằng vừa sumo đậu ôn này và sumo diệt khuẩn này. Nó cộng với sumo K54 thì 10 công em xịt chỉ nửa ký thôi nha năm con, em xịt nửa ký 10 công nửa ký sumo 54 nha, đó 10 công chỉ nửa ký sumo 54, rồi sumo chú mùa thì một chai đó là 5 công nha năm con, một chai thì được 5 công nha, rồi sumo đậu ôn cũng vậy, hai gói 5 công, hai gói 5 công, còn sumo thực quẩn thì hai gói 5 công nha, đó nó thì ở cái miếng này anh em còn nói chung là cái cử lẹt xẹt thì em cũng có xịt là em cái miếng này cứ lẹt xẹt thì em xịt thằng phi tâm phi pha tốp với thằng thằng stunner nghe em con, anh em mình nếu mà anh em ấy anh em muốn an tâm anh em sử dụng người led extra cộng với thằng stunner sự xịt cứ lẹt xẹt nghe em con nha. Đó thì đối với xịt lúa anh em coi, khi mình xịt lúa ở cái cử mà cử lẹt xẹt là cử rất quan trọng nghe em con. Thứ nhất là anh em nhìn cái màu lúa anh em để anh xịt thuốc nha, cái màu lúa nghe nó còn có thấy gì đó, cái cử lực sạc phải nhìn được cái màu lúa, cái màu xanh đậm, cái màu lúa mà màu lúa lá lúa mình trổ ra mà nó xanh đậm đó. Anh em cộng thằng anh em cộng rằng Stunner cộng với người lấy đất cha xịt hai thằng đó thôi nghe, cái màu lá xanh đậm nghe em con nghe, còn màu lá xanh nhạt á, một là anh em sử dụng thằng sumo trúng mùa, hai là anh em sử dụng phi pha tốt nha, cộng với sumo xịt khuẩn đó, thì cứ là xẹt anh em, nếu mà cái tình hình mà lúa nhỏ lúc nhỏ lúa mình không bị đồ ôn á, mình khỏi cộng đồ ôn cũng được nữa em con, để cho nó đỡ tiền nghe em con, đó là cách mà em làm nghe em con. Anh em nhìn lúa nghe em con, nhìn lúa cái cử là xẹt anh em nhìn lúa cái màu lúa cái lá lúa cái màu nó xanh á, anh em sử dụng người led extra cộng stunner, cái lúa màu mà mình cảm thấy màu nó vừa đủ mắt mình á, vừa đã vừa được á, thì anh em sử dụng thằng sumo trúng mùa hoặc là phi pha top, anh em xịt một trong hai thằng đó cộng với sumo xịt khuẩn nha. Rồi anh em muốn chỗ nhanh á thì anh em sử dụng thằng combilet, một chai cho 7 công lớn nha anh em con, một chai combilet cho 7 công lớn nha. Đó còn thì ở cái cử này cái cử rồi với cái cử cử không chấm e anh em con, thì em có xịt rồi em cũng có chia sẻ anh em rồi đó, thì em có xịt phi pha tớp nè cộng với thằng thằng phun kia xe phun phun kia ye nè, nó được cộng với sumo xịt khuẩn nó và cộng với gầy nha anh em con, nó nó rồi tới cái cử này thì ở cái miếng này anh em con ơi, thì ở miếng này dưới miếng kia em cũng xịt y chang nhau nghe anh em con, thì nói chung là nó xạ cùng ngày nhưng mà cái giống nó khác nhau á, thì cái này giống này RBT thì nó chỗ thì nói chung là một tốt, thì nói chung nó cũng mới công rồi, thì cái miếng kia thì nó cũng vậy nhưng mà tại vì do mưa rồi bông mình nó không có nặng qua nước quá nó không công cái gì anh em con,
chứ nó mới công cho me một tốp thì nó cũng mới, nói chung là mới công công hai công công rồi, một tốp thì hai công công, một tốp thì đấy một tốp thì nó ấy nữa. Tại do dùng đất này dùng đất phèn á anh em con, nên cái tỷ lệ nó đẻ không có đồng loạt nhau. Thì anh em xem cái trà lúa này nó rất dày nghe anh em con, nghe nghe đó anh em xem này, đó nó chân cũng ít nữa nè, nó mà rất dày nghe anh em con, mà bông con dữ dằn lắm nghe anh em con, bông con nhiều lắm. Thì anh em xem thử đợt bão này nói sao nghe. Thì nói chung là chuyện mình sập thì chắc không có anh em con nghe, lúa em làm mình chuyện sập là không có, anh em nhìn gió nó quơ nè, đó gió nó quơ nè, đó, nó quơ cái đó mưa ầm ầm á, mưa nguyên ngày luôn anh em con, mà nó chưa chưa có hiện tượng gì chứ, nó quơ hì, nó vừa gió vừa quơ nữa. Thì vài bữa em cũng quay lại cho anh em bà con xem nó có sập không nghe anh em con nè. Đó, thì bão thì bão đúng rồi nha, bão mà chủ yếu mà nó đừng có lốc xoáy, đừng có xoáy được, nếu mà lốc xoáy ngay thì mình chịu thôi, còn nếu mà bão và gió thế này với mưa thì không nhầm me vậy đúng rồi nha. Đó thì đó là những gì mà những lúa miền Tây chia sẻ anh em từ đầu vụ tới cuối vụ luôn, từ miếng một anh em thấy một số cái lỗ không bị chuột cắn đó nha anh con. Rồi anh em thấy như một số lá mà này anh em thấy thấy nó bị cháy cháy cái đầu lá không, cái đó là do bị phèn nha anh em con nha, chứ không phải bị khuẩn nghe anh em con. Thì nói chung là lúa em không có bị một chồng bị khuẩn nào luôn anh em con nha. Thì nói chung là bữa bữa lúc nó chỗ đã sẹt là nó bị mưa thì em cũng có rửa đó anh em con nha, thì rửa bằng cái gì em cũng có chia sẻ rồi, anh em bà con đăng ký để xem lại nha. Đó thì hôm nay em chỉ chia sẻ anh em phun ở cái cử này thôi nha, nha. Thì cái cử này thì em phun là sâm mô sập bệnh nè nha, rồi sâm mô trúng mùa nè, sâm mô đậu ôn nè, và sâm mô sập khuẩn luôn, và sâm mô K54 luôn, bốn thằng. Mà sâm mô K54 là chỉ là em xịt có nửa ký 10 công thôi, nửa ký là 10 công nhỏ, mỗi nửa ký là 7 công á, nửa ký 7 công á anh em con. Còn sâm mô trúng mùa thì em xịt cũng vậy anh em con, cứ một chai 5 công, một chai 5 công, một chai 5 công. Còn sâm mô đậu ôn á thì hai gói 10 công, hai gói 10 công. Tại vì nói chung là sumo cái thằng đậu ôn á, ở cái lúa em thì rõ giờ cũng như mình không có luôn, nhỏ lớn chưa thấy đậu ôn luôn nên không em cộng ngừa nó thôi từ nhỏ lớn luôn. Thì cái sumo đậu ôn á thì cứ hai, nếu mà anh em xịt muốn ấy thì cứ 3 gói 10 công nha, 3 gói 10 công nha. Còn sumo xịt khuẩn cũng vậy anh em con, sumo xịt khuẩn là 4 gói này, anh em thấy cái lá nó cháy cháy không, đó là cái lá nó bị phèn anh em con nghe, bị phèn nửa lá vẫn vô gạo bình thường. Em vài bữa em quay lại cho anh em con xem nha, do mưa gió quá rồi quay cũng không có được thấy quá, tại mưa anh em con sẽ ướt cái điện thoại đó. Đó thì anh em xem những cái trà lúa mà em đều cắm cờ em chia sẻ anh em mà con hết đó. Thì đây là cái nói chung là cái trà lúa này rất cao, và lúc đó anh em đăng ký thì anh em xem rõ rồi đó, xem rồi đó, lúc nó rổ là sợ trong nó cao kinh khủng lắm, em cho nó phát triển bình thường mà cái lá không, cái lá cờ không nha, là cỡ 6 tắc lá anh em con. Cái giống này tại vì cái miếng này em muốn cho nó phát triển bình thường thử ha, nếu mà mình sử dụng thuốc mà cái lá lúa nó dài ấy, mà cái lá lúa nó dài ấy, mà nó dày tới ngọn á, mà gặp mưa mà nó không cong xuống thì mình sử dụng cái thuốc đó mới nó hiệu quả nghe anh em con. Cái lá lúa mà nó dài mà nó cong xuống là chịu thua nha. Nó khi mà mưa thì nói chung mưa thì nó cong xuống chút xíu, nhưng mà hết mưa cái nó vẫn đứng lại bình thường nghe anh em con ha.